Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về top những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch. Đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch. Phải nói là ngày mùng 5 sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ với những con giáp này. Bởi trong ngày hôm nay, các bạn sẽ được bề trên ban lộc, ra đường gặp quý nhân, công việc hanh thông, mọi điều như ý, tình duyên nở rộ. Và đó là những con giáp dưới đây. Một, tuổi Sửu. Ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch của người tuổi Sửu, đường sự nghiệp có tam hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc. Con giáp ngày hôm nay được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn. Tuy nhiên, mặt tình cảm cũng may mắn không kém nhờ phần cục diện thổ sinh kim. Tuổi này sống biết điều, làm dâu hay làm rể cũng khéo sống, nội ngoại hai bên hôm nay có việc được nhờ. Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ thiên tài, tốt cho những người chơi xổ số, đánh bài, làm ăn chóng vánh, nhưng nếu như không biết tiết kiệm, dấn thân vào mấy trò đỏ đen thì nhanh lụi tàn. Để được may mắn hơn trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày dự báo hôm nay bản mệnh nên vui mừng vì có chính tài trợ vận, đem lại tin vui liên quan đến chức vụ, lương thưởng và chế độ. Con giáp này cứ kiên trì với công việc mình đang làm, mặc kệ thiên hạ bàn tán thì sẽ có ngày khiến người ta phải nể sát đất. Bản mệnh trong ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch sẽ trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ, hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của bản mệnh lúc này đó là thái độ nề nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Về mặt tài lộc, dự báo một ngày mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ và giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Được lục hợp cục nâng đỡ nên vận trình tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày. Gia đạo dễ có tin vui, người thân trong họ sắp đón thành viên mới hoặc đón người từ xa về chơi vài ngày ở nhà bạn. Mặt tiền bạc nhiều cục diện thổ sinh kim nên tiền đẻ ra tiền nhờ bản mệnh biết cách làm ăn nhanh nhẹn. Bản chất con giáp này là thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Tài lộc khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu chi cân đối nên không có gì quá phải lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động với mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Trong ngày hôm nay nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có. Và trong ngày hôm nay, những ai kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Song những người tuổi Tỵ cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng, lâu dần bạn sẽ mất khách đấy. Tình cảm. Lời khuyên cho con giáp tuổi Tỵ đã có đôi có cặp trong ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch, đó là nên đối xử tốt với người thương, chứ nên phủ định hết mọi công sức của họ bạn nhé. Đôi khi những gì tốt đẹp họ dành cho bạn quá vô tư mà bạn lại xem như đó là điều đương nhiên, thái độ này sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Người độc thân nên nhớ rằng không phải mình tốt bụng, hiền hòa hay tài giỏi là người ta sẽ yêu mình. Vấn đề liên quan đến cảm xúc rất khó nói, vì thế bạn chỉ nên bình tĩnh lại và chờ người phù hợp hơn đến với mình mà thôi. Điểm sáng trong ngày là đường tình cảm nhờ tam hợp cục chỉ đường dẫn lối nên ngoại giao tài tình, đi đâu cũng được người ta quý mến. Những bạn hôm nay gặp phải khách hàng, đón người nhà hoặc người yêu thì sẽ may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng từ cục diện hỏa khắc kim nên dễ mất tiền, mất đồ hoặc làm ăn không có lời. Từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất thì nên cẩn thận, không được làm qua loa, người chịu thiệt sẽ là bạn.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Được thực thần trợ mệnh nên những bạn làm công chức hoặc nghề tự do có thêm nghề tay trái sẽ gặp thuận lợi. Hôm nay mà gặp khách thì nên khéo léo một chút, người ta sẽ đem lại cho bạn nhiều tin vui hoặc cơ hội tuyệt vời để phát triển. Tuy nhiên, vận trình tình duyên của người tuổi này bị ảnh hưởng bởi ngũ hành hỏa khắc kim, tình cảm trao đi mà không được nhận hồi đáp, gia đình hay có cãi cọ, con cái không chịu nghe lời cha mẹ, khó quản lý. Vì suy nghĩ thiếu tỉnh táo nên người tuổi Ngọ đã để cho tiền bạc tan biến nhanh chóng, tiêu xài mất kiểm soát vào những thứ không cần thiết. Bản mệnh cần phải xem xét lại cách quản lý tài chính của mình và thay đổi hợp lý hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Ngày 5 tháng 11 âm lịch gặp được thiên tài nên nửa hung nửa cát. Tuy thông minh, sáng suốt, dễ gặp may mắn nhưng đôi khi mùi khá bốc đồng, hơi chú trọng vẻ bề ngoài nên công việc vô cùng bị cản trở, khó làm được những việc lớn. Đường tình cảm không đến nỗi tệ nên bản mệnh đừng quá lo lắng. Nhiều cục diện hai hành kim tương hòa nên gia đạo bình an, vợ chồng biết phụ giúp lẫn nhau. Nữ tuổi này cực kỳ có trách nhiệm với chồng con, đi đâu cũng vội vàng về sớm để lo cơm nước. May mắn là dù công việc chật vật nhưng bên cạnh người tuổi này vẫn có quý nhân giúp đỡ. Giải quyết bớt những rắc rối đang gặp phải, chỉ cần bạn sống khiêm tốn, không khoe mẽ thì tiền bạc sẽ dễ kiếm hơn, đỡ phải lo nhiều như trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Nay tuổi Tuất có tam hội chiếu cố nên sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những bạn làm du lịch, buôn bán tự do thì được khách hàng ủng hộ, cứ mạnh dạn nhập thêm hàng mới. Sắp tới, những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường. Về mặt sự nghiệp, trong ngày 5 tháng 11 âm lịch, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ lúc lâm nguy, khó khăn, cũng như có riêng cho mình nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển trong ngành nghề của mình. Đừng quên cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì nhẫn nại, đợi chờ thành quả của mình gieo trồng nhé. Về tài lộc, nhìn chung ngày hôm nay vận khí tài lộc khá vượng với bản mệnh tuổi Tuất, đôi khi sẽ khó tránh khỏi trở ngại, tuy nhiên nhờ có quý nhân tương trợ nên mọi việc đều được giải quyết êm xuôi. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi của bạn hay không? Chỉ cần có sự mạnh dạn cùng bản lĩnh hơn một chút, tin chắc con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tuất nhận được tin vui tài lộc trong hôm nay chủ yếu là nhờ chính tài độ mệnh. Lương thưởng ổn áp, nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc là có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình làm thì thần tài sẽ chiếu cố cho bạn. Vận tình cảm nhờ thổ dưỡng kim nên bản mệnh khá hiểu chuyện, biết cách chăm sóc bản thân và người mình yêu. Cả hai biết bù đắp khuyết điểm cho nhau, đồng thời sống rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.